Vâng, em chào các bác nhá. Thì tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. Một siêu phẩm các bác nhá, đại siêu phẩm luôn, cực kỳ chất lượng. Sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành cho các bác xem cái mẫu xe nhá. Thứ nhất cái phần nội thất các bác nhá, nội thất là ghế da zin nguyên bản, còn rất là đẹp luôn, rất là sang trọng đúng không ạ. Cửa sổ trời toàn cảnh đây ạ, cửa sổ, hai cửa sổ trời luôn, nhìn nó rất là to các bác nhá, nó rất là to, rất là đẹp luôn đúng không ạ. Em là Mi ô tô chuyên bán cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật nhé. Một mẫu xe khá đẹp luôn, từ phần cốp ở đằng sau đây ạ, các bác nhìn đây ạ, cốp ở đằng sau đây rất là rộng rãi luôn đúng không ạ, rất là rộng rãi luôn này, các bác nhìn đây ạ, có thể kéo ra này được chưa, kéo ra này nhìn nó khá là rộng luôn. Bên dưới này tất cả toàn bộ xung quanh đây coi nhá, toàn bộ xung quanh nhà lỉ này, đó lỉ nguyên bản luôn, đó kéo ra kéo vào này, và những cái phần này đây coi nhá, cái phần dưới này đây có thể là bỏ ra như này coi nhá, rất là rộng luôn đúng không ạ, rất là rộng luôn. Mẫu xe này có cả sấy ghế nhá, toàn bộ là hai ghế trước này, hai ghế trước và ghế đằng sau này cũng toàn bộ là sấy ghế các bác nhá, toàn bộ là có sấy ghế luôn, rất là đẳng cấp luôn. Và khi các bác muốn hạ mấy ghế để xuống coi nhá, cũng lại rất là rộng luôn đúng không ạ. Đây ghế, đây ghế ngồi đây được chưa, lại còn rộng hơn luôn coi nhá, nó rộng hơn rất là nhiều được chưa. Toàn bộ những cái táp ly cửa đây coi nhá là zin nguyên bản luôn, rất là sang trọng luôn. Một mẫu xe mua mới rất là nhiều tỷ nhá, nó có cả rèm chắn nắng đây ạ, từ cái phần này chắn nắng này rất là nhiều tỷ luôn, mà bây giờ giá chỉ có bằng một con xe vai ớt thôi, giá rất là rẻ các bạn ạ, rất là rẻ luôn. Ghế là chỉnh điện 12 hướng các bác nhá, ghế chỉnh điện 12 hướng luôn. Toàn bộ đây những phần này đây, chi tiết này đây, rất là mới luôn. Sao vâng, đây là mẫu xe được mang tên là BMW X5 các bác nhá. Đó. Nhập Mỹ nguyên chiếc luôn. Một mẫu xe rất đẳng cấp. Ngày xưa phải bỏ ra cái số tiền rất là lớn mới có thể mua được cái mẫu xe này. Và bây giờ đây ạ, và bây giờ các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền siêu rẻ nhá, đó, ai cũng có thể mua được các bác nhá, ai cũng có thể mua được. Đó. Đúng không ạ? Toàn bộ phần táp lô đây ạ, zin nguyên bản này các bác này. Đó. Táp lô zin nguyên bản đây. Nó còn mới thế này cơ mà. Rất là mới luôn. Ồ, lên một cái mẫu xe đẳng cấp như thế này thực sự bác, ngồi trong nó cách âm rất là tốt luôn, đi êm du luôn ạ, êm du luôn, cách âm rất là tốt, có form dáng đẹp quá nhá. Đó, đây là toàn bộ là chỉnh ghế này, đó chỉnh ghế 12 hướng quá nhá, từng chi tiết ở đây các bác nhìn cho em ạ, rất là mới luôn đúng không ạ, rất là mới luôn. Từ phần sàn đây ạ, từ phần sàn này lỉ này, lỉ mới cứng này, đó rất là mới luôn. Ừ, được chưa, mới chưa, rất là mới luôn. Từ phần đinh chốt bản lề đây, có ghế da zin nguyên bản luôn. Đây em chỉnh phần ghế cho bác nhá, đó ngả này, được chưa, lên này, ghế chỉnh điện 12 hướng nhá, 12 hướng luôn, thấp cao, đó phần gối đầu cũng chỉnh bằng điện này, được chưa, gối đầu cũng chỉnh bằng điện luôn, rất là đẳng cấp đúng không ạ, rất là đẳng cấp luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh các bác nhá, quá hiện đại luôn. Xe được trang bị cảm biến quanh xe nhá, cảm biến quanh xe và túi khí quanh xe luôn. Đó, một con xe nói chung là ngập tràn công nghệ hiện đại luôn. Từ phần cốp ở đồ đây các bác nhá. Đó, toàn bộ là lỉ nguyên bản này, còn rất là mới luôn. Tất cả những phần vân gỗ này nguyên bản luôn, nó còn rất là mới. Tất cả những phần táp lô đây các bác nhìn ạ, những cái phần vân nhựa nó còn khá đẹp luôn. Đây ạ, xung quanh đây các bác nhá. Một mẫu xe nhập Mỹ nguyên chiếc nhá. Sản xuất năm 2005 và đăng ký lăn bánh năm 2010 các bác nhá. Đó, đăng ký lăn bánh năm 2010 mới đăng ký lăn bánh. Đây ạ, tất cả anh chị ở đây. Quá đẹp luôn. Em sẽ quay tổng thành bên trong cái phần nội thất cho các bác xem trước nhá. Rồi sau đó em sẽ quay tổng thành bên ngoài cho bác xem sau. Và đây các bác nhá, và đây là cái phần sấy ghế đấy ạ, sấy ghế đằng sau đấy ạ,
Đó, sấy ghế này. Khi các bác trời mùa rét đúng không ạ? Các bác có thể bật sấy ghế lên, một lúc là cái ghế nó rất là ấm luôn, rất là nóng luôn. Nói chung là một mẫu xe đẹp xuất sắc các bạn. Đại chất luôn các nhá, đại chất luôn. Bên em đã kiểm tra và test thử rất là kỹ rồi các bác ạ. Kiểm tra test thử rất là kỹ cho các bác rồi, nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm nhá. Một mẫu xe được bên em đánh giá là xuất sắc luôn. Đó, đẹp xuất sắc luôn các nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Mọi chức năng hoạt động rất là mượt mà này, được chưa? Ghế điện này ạ. Ghế điện chỉnh điện 12 hướng này. Đó, nhớ ghế 3 vị trí nhá, nhớ ghế 3 vị trí luôn. Đó, ngả này, đúng không ạ? Lên này. Phần gối đầu đây ạ. Ghế điện chỉnh 12 hướng. Quá hiện đại luôn. Toàn bộ đây là phần táp ly cửa đây. Có túi khí quanh xe luôn. Đây ạ. Phần nhựa đây ạ. Toàn bộ phần đèn các nhá, đèn rất là sáng luôn. Và cái nữa là có cả chế độ rửa đèn các nhá, có cả chế độ rửa đèn luôn. Đây ạ, phần vô lăng đây, vô lăng tích hợp bàn phím đây. Có cả chức năng bằng ra lệnh giọng nói các nhá. Có màn hình thì màn hình nguyên bản của xe từ đầu luôn. Màn hình là màn hình nguyên bản các nhá. Vẫn giữ được cái màn hình này luôn các nhá. Chủ xe trước đây là vẫn giữ được cái ghế, vẫn cái màn hình này luôn. Toàn bộ đây là sấy ghế này, sấy ghế đằng trước này, ghế bên lái này và ghế bên phụ đây các nhá, ghế bên phụ đây. Màn hình đây ạ, màn hình nguyên bản từ đầu đây ạ. Cực kỳ VIP các nhá, được chưa? Hoạt động rất là mượt mà luôn, đúng không ạ? Nói chung là dòng đẳng cấp thì từng cái nhỏ nhất cũng đã rất là đẳng cấp rồi. Đây ạ, các bạn nhìn đây ạ. Khi các bạn nhả ra nhiều mẫu xe nó bình phát này lên đúng không ạ? Rất là mạnh luôn, nhưng mà đây ạ, mẫu xe này nó có trả lại rất từ từ này. Đó, từng chi tiết nhỏ luôn. Rất là cầu kỳ đúng không ạ? Trả lại rất là nhịp nhàng luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh em nhá. Cửa sổ trời toàn cảnh đây ạ. Rất là mượt mà luôn ạ. Quá chất lượng luôn. Mọi chức năng hoạt động bình thường ạ. Dạ vâng, vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 các nhá. Mẫu xe này bên em chào bán mức giá là siêu rẻ nhá, siêu rẻ luôn. Chỉ có 319 triệu nhá, 319 triệu. Các bác đã sở hữu ngay mẫu xe đẳng cấp này rồi. Ngồi trong thứ nhất là cách âm rất là tốt luôn. Và cái nữa là đi đầm đi chắc các nhá. Đó. Ngập tràn công nghệ hiện đại, cực kỳ hiện đại luôn ạ. Túi khí quanh xe. Hai ghế trước chỉnh điện 12 hướng. Phanh ABS, điều hòa tự động, chốt cửa tự động. Đó, tất cả toàn bộ ghế trước ghế sau là có chế độ sấy ghế. Cửa sổ trời toàn cảnh nhá, hai cửa sổ trời luôn. Một mẫu xe gầm cao máy thoáng, được chưa? Rất là rộng rất là rộng rãi luôn, nhập Mỹ nguyên chiếc. BMW X5 các nhá. Sản xuất năm 2005 và đăng ký lăn bánh năm 2010, số di động. Bên em chào bán mức giá là 319 triệu. Vậy các bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 các nhá. Toàn bộ ghế da là ghế da zin nguyên bản của nhà máy từ đầu. Mà còn giữ được đẹp như thế này các nhá. Đó, đẹp cực kỳ VIP luôn đúng không ạ? Rất là sang trọng và nhìn nó rất là sang luôn. Đó, càng nhìn càng đẹp luôn. Hai vùng điều hòa độc lập ạ, đằng trước đằng sau luôn các bác nhé, đầy đủ hết, rất đẳng cấp luôn. Đây các bác nhìn này, tất cả những chi tiết này nó mới như thế này cơ mà, được chưa? Mới này chưa, nỉ này rất là mới này, toàn bộ vân gỗ nguyên bản này, tất cả những con ốc này các bác nhìn cho em ạ, ốc zin có nhá, ốc zin 100% luôn này, ốc zin luôn này, tất cả chi tiết này rất là mới luôn ạ, quá đẳng cấp cho mẫu xe. Các bác ngồi trên cái mẫu xe này em đảm bảo luôn là mê luôn. Tại vì sao? Nó cách âm nó siêu tốt luôn ạ. Không phải là tốt mà là siêu tốt luôn. Nó cách âm cực kỳ đẳng cấp luôn. Nó rất là hiện đại đúng không ạ? Nói chung là ngập tràn công nghệ hiện đại. Cái form dáng đến thời điểm đến hiện tại bây giờ đây nó vẫn còn khá là đẹp luôn. Biển số các bác nhìn này. Đó, biển số tư nhân một chủ từ đầu các nhá. Đó, chưa sang tên ai luôn. Đó, vẫn biển 4 số các bác ạ. Đó, biển số cũng khá đẹp luôn. Mẫu xe này biển Hà Nội nên là tất cả các bác nào ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội là mua mẫu xe này là không mất 20 triệu tiền biển các bác nhá.
Đó, còn tất cả các bác nào ở tỉnh nhỉ thì mua con xe nào cũng được các bác nhé, và biển số nào cũng được. Đó là em tư vấn luôn cho các bác được hiểu. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết cho các bác bằng văn bản đầy đủ luôn về cái chất lượng xe là không đâm đụng, không ngập nước. Đó, đảm bảo giấy tờ pháp lý cho các bác luôn. Nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm nhé. Đó, bên em đã test thử và kiểm tra rất là kỹ rồi. Đó. Toàn bộ mâm đúc rất là sáng luôn. Đây các bác nhìn cái bộ mâm đúc các bác đã thích rồi. Chưa sơn lại bao giờ nhá. Đây là sơn zin ạ, sơn zin nguyên bản luôn. Mà nó còn đẹp như thế này ạ. Ở nhiều mẫu xe đã sơn lại hết rồi nhưng mà đây là sơn zin các nhá. Ở nhìn cái sơn zin và cái sơn lại nó khác hoàn toàn luôn. Rất đẹp luôn. Dạ vâng, địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên bán cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Có phí vận chuyển thì các bác thêm phí 5 triệu cho em nhé. Nói chung là giá cả bên em vẫn bớt được chút ít cho các bác ạ. Sau đây em sẽ đóng cánh cửa vào để em mời các bác cùng em xem cái form dáng các bác nhé. Đó, cái form dáng thì nó rất là đẹp luôn ạ. Đó, form dáng thì rất đẳng cấp luôn. Đây ạ, em sẽ đóng hết cánh cửa vào. Toàn bộ lỉ đằng sau các bác nhìn nó rất là mới luôn ạ. Ông nguyên bản luôn mà đẹp như thế này cơ mà các bác nhá, quá đẳng cấp luôn. Nói chung là mẫu xe này gầm cao, máy thoáng, đi rất là phê, và cái nữa là có cách âm tốt, ngập tràn công nghệ hiện đại luôn các bác. Nó có cả chế độ rửa đèn đầy đủ luôn, đèn siêu sáng luôn, đèn bi cầu ạ. À, cái form dáng các bác nhìn thấy nó rất là trường xe đúng không ạ, nó rất là to luôn, cực kỳ to luôn. Form dáng các bác nhìn này đẹp chưa? Quá đẹp luôn đúng không ạ? Quá đẳng cấp luôn. Xe này nói chung là đi thì khá chất lượng luôn. Các bác nhìn hai ống xả bên dưới kìa, cảm biến quanh xe luôn. Đây các bác nhìn cái phần vải bóng này còn chưa bóc này. Đó, các bác thích thì có thể bóc ra nhé, em sẽ bóc cho ra luôn nếu các bác có nhu cầu. Đó, bóc ra thì nó rất là đẹp luôn. Quá đẳng cấp. Các bác nhìn cái form nó to như thế này cơ mà, đúng không ạ? Form nó rất là to luôn. Rộng, cực rộng luôn. Sau đây em sẽ cho các bác xem cái phần khoang máy động cơ nhá. Ô, máy con này thực sự bác là miễn chê luôn. Máy lổ êm du luôn ạ. Đây ạ, em sẽ lấy theo khóa em lổ phần khoang máy động cơ cho bác xem đây ạ. Máy thì rất là đẳng cấp luôn. Đó, máy lổ êm du luôn, đề cái ăn luôn. Toàn bộ đây. Đó, các bác xem này, cái này nhá, đây là cái đèn của nhá. Khi nào mình bật nó không bị chói ạ. Nó nếu mà bật cái đèn bên này là chỉ biết bên này bên phụ là sáng thôi. Đó, nó không bị chói ảnh hưởng đến người lái các bác nhá. Đó, hiện đại chưa? Có cái đèn cũng đã thiết kế là rất là hiện đại rồi. Đó, đèn bật này nó không bị chói các bác nhá. Từ phần ở đây ạ. Từ phần này đây. Mới chợ lỉ này. Rất là mới luôn. Màn hình zin nguyên bản, toàn bộ những chức năng này là còn mới như này ạ. Đúng không ạ? Rất là thích luôn. Nói chung là khi bên em đến xem cái mẫu xe này của một chủ xe nhá, thì bên em ngạc nhiên luôn về cái chất lượng xe nó còn quá mới luôn. Đó. Quá mới so với cùng đời. Máy đại chất luôn các bác nhá. Máy không phải là chất mà gọi là đại chất luôn ạ các bác nhá. Đó, chuẩn đét luôn cho bác. Các bác nghe đấy, máy êm ru. Máy lổ êm du luôn. Dòng X5 nó lổ như này là quá chất rồi các bạn, quá chất lượng rồi. Dạ vâng, đó tổng thanh xe BMW X5 các bác nhá. Một lần nữa em Minh Ô Tô xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhá. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái chào, tạm biệt các bác.